cả nhà, lúc nãy là mình mua được trái sầu riêng này cả nhà, trong chợ châu Á đó. Mình đi Florida chơi xong mình vô tiệm châu Á mình mua đồ ăn thì mình thấy sầu riêng này cả nhà. Đây là sầu riêng đó, để là Musang King nha cả nhà, là sầu riêng của Malaysia đó, nó để sầu riêng Musang King cao cấp. Đây cả nhà nhìn thấy nha, đây cái hiệu nè, cái muối của nó này cả nhà, vàng ươm luôn nha. Trời ơi, cái này mắc hơn rồi, mắc cắt sắc ra máu luôn cả nhà ơi. Cái trái này có hai gần 3 pound thôi, là khoảng 1,5 kg tiền của Việt Nam á cả nhà, mà bán tới 41 đồng luôn cả nhà ơi. Không biết nó ngon không, mình nghe nói sầu riêng này rất là ngon luôn, tại vì đây là loại sầu riêng cao cấp nha, mà mình không biết ngon không, để mình khui thử nha cả nhà. Xé cái bọc ra luôn nè, ở dưới đít là nó nứt luôn nè cả nhà nha, đây là nứt luôn nè, tại vì tò mò mình mua thử mình để mình ăn á cả nhà, chứ nó mắc quá trời mắc luôn á. Nhìn cái sầu riêng cũng eo hẹp lắm nè, nó không có lớn lắm cả nhà, ở trên nó thì nó ốm nhách ốm nhôm vậy nè, ở dưới thì nó phình ra, mà còn có một trái duy nhất ở trong đó, đó cho mình lấy thử. Đây đây, sản xuất ở đây là của Malaysia nha cả nhà. Đây rồi, nãy không mới thấy nó của mặt đây, đây là của Malaysia nha. Rồi đó, bây giờ ở đây nè cả nhà, không thấy cả nhà thấy không, nó nứt ra luôn gì rồi nè, mà muối thì vàng không thì không biết nha. Ui, ai chào mẹ ơi. Đây cả nhà, hơi sầu riêng muối của nó có còn dày à cả nhà, nó đâu có giống cái hình không cả nhà, nhìn xem nó giống cái hình không, muối to bự còn cái muối này có chút xíu à. À, cái muối này còn trắng lè trắng ghét luôn cả nhà, mua trong chợ châu Á nha, hơn mua còn đông đá nữa. Cái này là sầu riêng đông đá chứ không phải sầu riêng tươi, mà 13 đồng mấy một phao cả nhà, chưa tính thuế á nha. Đeo ra phơi nắng, hai cái muối này thì vàng vàng, còn cái muối thì sao trắng xác luôn. Còn đây một muối nữa nè cả nhà. Wow, sao cái muối nó nhỏ nhỏ không vậy ta. Đây nha, có chút xíu à, không biết ngọt không luôn cả nhà ơi. Đây 41 đồng, được có bao nhiêu muối đây nè, bên đây hết rồi, bên đây cũng hết luôn. Một muối nhỏ, 2, 3, 4 muối nha, tại cái này nó tét ra làm hai rồi chứ không phải nó hai muối nha, nó dính như vậy nè, như vậy là một muối nè cả nhà. Vậy tính ra chiếc sầu riêng này nó được có 4 muối thôi, 1 muối, 2 muối, 3, 4 muối như đây, mà không biết ngon không nha. Để bây giờ Hân sẽ ăn thử cái sầu riêng này xem như thế nào nha cả nhà. Đây, quay thẳng trực tiếp cho cả nhà xem nè. Đây nè, đó, sầu riêng đông đá rồi cả nhà. Sao cái màu của nó không giống như cái màu quảng cáo trong hình vậy ta. Đây, màu quảng cáo là màu vàng ươm như thế này, còn cái trái này sao nó trắng tươi vậy cả nhà, không biết nó chín hay là sầu riêng non nữa cả nhà. Ngày xưa ở Việt Nam đó, Hân có một lần mua trái sầu riêng ốc khỉ cả nhà, khui ra cũng mua cái sầu riêng, nó cũng mắc tiền lắm, nó mắc gấp mấy lần trái sầu riêng bình thường luôn, mà nó cũng không ngon. Còn bây giờ trái sầu riêng này như vậy, giờ mời cả nhà cùng ăn với Hân thử cái sầu riêng này có ngon không nha. Đây cả nhà ơi, đây là toàn bộ những cái muối sầu riêng của cái trái sầu riêng cao cấp đây cả nhà. Cả nhà xem nó có giống trong hình không? Ở trong đây ha, vỏ mỏng muối vàng ươm đầy hết rồi cả nhà. Và thực tế đây là trái sầu riêng đông đá nha. Mua trái này 41 đồng chưa tính thuế, tính ra thuế tính thuế luôn là chắc khoảng 43 đồng đó cả nhà. Đây cả nhà thêm 43 đồng rồi. 900.000 tiền Việt Nam, gần cả triệu tiền Việt Nam là được bao nhiêu sầu riêng nè cả nhà. Lần đầu tiên Hân mua cái loại sầu riêng này luôn cả nhà, không biết nó có ngon không nha. Thì bây giờ nhìn thấy trong hình là nó không giống rồi đó, mà không biết nó ngon không. Đây cái muối trắng giờ trắng xác ở đây nè cả nhà. Wow, nhìn không có hấp dẫn gì hết trơn cả nhà, nhưng mà để thử Hân ăn xem cái muối vàng nhất nè cả nhà, xem nó ngon không nha. Đây, Hân mời cả nhà ăn sầu riêng nha. Muối nhỏ xíu, cả nhà không có lớn nha.
Ngọt lắm đó nha, thấy nó vậy chứ nó ngọt. Mặc dù nó không có giống như cái này nhưng mà nó rất là ngọt luôn cả nhà ơi. Uống nó nhỏ. Ngửi thì không có thơm lắm nha. Nó ngọt và béo lắm. Nhìn đúng là nhìn hình thức nó không ngon nhưng mà thực tế nó lại ngon. Ngon quá luôn cả nhà. Béo nữa. 41 lần ăn thử. Giá thì hơi chát chút xíu rồi cả nhà nhưng mà bù lại nó cũng khá ngon á. Ngon. Ngon cả nhà ơi. Nếu như mà ai mà chưa ăn thử sầu riêng này thì có thể ăn thử nha. Mặc dù ngoài hình xấu xí rồi nhưng mà nó khá ngọt luôn. Đây cả nhà, đây là cái muối bên trong. Nó hộp rồi cả nhà, hộp nó lép nha. Tại vì cái muối nó quá nhỏ mà. Nếu mà cái hạt của nó không lép nữa chắc à. Không ai mua đâu cả nhà. Nó không mua chứ sầu riêng này á. Dạ còn một trái duy nhất à. Một trái duy nhất thôi mà. Thấy nó cũng không có ngon lắm á cả nhà, mình muốn mua thử á, lúc mình ra tính tiền thì bốn mấy đâu, thôi mình lỡ lấy rồi mình lấy luôn cả nhà. Rồi hân thử ăn cái muối trắng dừa trắng xác này xem nó có ngọt không nha cả nhà. Nó trắng à. So với cái muối này thì nó trắng hơn rất là nhiều luôn nè cả nhà. Ủa nhà ơi, nó trắng như vậy nhưng mà nó vẫn ngọt nè. Mà cái hộp của nó thì hơi bự hơn xíu nha cả nhà. Đây, xong rồi cả nhà ăn nha. Rất ngọt. Hộp thì hơi bự. Hộp hơi bự xíu. Cái này là Hân vừa mới giả đông xong đó cả nhà. Bây giờ nó vừa mới tan đá xíu thôi. Nhớ lưu ý mình ăn sầu riêng đông đá cả nhà, mình để nó vừa xả đá xong nó vừa mềm thôi nha, mình đừng có để lâu quá là nó bị nhão nhẹt á. Ngon gói sầu riêng này ngon cả nhà. Mặc dù cái muối nó trắng sáng nhưng mà nó rất là ngon. Béo và thơm luôn. Nếu mình mua cái trái nó đều á, nó đều hơn á thì chắc có thể là nó ngon hơn nhiều cả nhà. Trái là mặc dù á nó không có đều, nó bị lép ở trên cái phần đầu này cả nhà, nhưng mà nó vẫn ngon. Nó sầu riêng đông đá cũng ngon cả nhà. Có điều là nó hơi mắc thôi. Ha, mua xanh kim này cả nhà. Sầu riêng của Malaysia. Cái hộp này thì hộp bự chả bá luôn cả nhà ơi. Ăn cái xương xương là hết hai muối rồi cả nhà. Hân chuột khi ba cái muối này lại nha, hân ngán rồi, ăn có hai cái muối thôi mà ngán rồi cả nhà. Một mình ăn không có hết nguyên nhiêu đâu ta, tại vì sầu riêng mà nó béo mà nó nóng nữa. Hôm nay lên đây chủ yếu là review cho cả nhà xem á, sầu riêng như thế nào thôi cả nhà ha. Mua gan mua nó là mua xanh kim, mua xanh kim thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà thật là bề ngoài á, thì nó xấu xí nhưng mà bên trong nó rất là ngọt nha. Nếu như mà ai mà chưa ăn thử qua thì mình có thể á, mình đi vô chợ châu Á mình mua sầu riêng này nha cả nhà, chứ mình đi chợ Mỹ thì không có sầu riêng này nha, chỉ có chợ châu Á mới có được cái sầu riêng thôi. Tại vì cái mùi này là người Mỹ họ đâu có thích mùi sầu riêng đâu cả nhà. Nha, mùi sầu riêng là mùi cống da xì mà, cho nên là đâu ai thích đâu ha. Đây sầu riêng, mặc dù trái nhỏ muối cũng nhỏ nhưng mà chất lượng thì rất là ok nha cả nhà. Hộp thì hơi to chút xíu nhưng nếu như mà ai á muốn trải nghiệm ăn thử thì có thể ăn thử như cả nhà. Còn nếu như mà ai mà ăn sầu riêng nhiều á, mua sầu riêng này là hơi bị tốn kém nhiều nha cả nhà. Vừa xả đá ra rồi ăn liền á cả nhà thì nó không khác gì sầu riêng tươi đâu cả nhà, rất là ngon luôn nha. Nếu như cả nhà chưa từng ăn thì thử trải nghiệm đi nha, rất là ngon luôn. Video của Hân đến review trái sầu riêng Hương Khanh xin mu mu can mu sang king đến đây là kết thúc rồi. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ nha. Nếu ai chưa trải nghiệm sầu riêng thì mình có thể ăn thử nha cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye.